Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh âm thanh của bên Mai Cồ Audio. Tiếp tục một lô lọc 39 chiếc lại cầm bến tại cửa hàng Mai Cồ Audio. Rất là nhiều dòng hàng xịn để cho các bác chơi size 2U, các bác chơi gia đình, sự kiện đều được. Đó. Tất cả những cái dòng hàng này thì bên em đã có trên kênh với những clip rất là chi tiết. Lần này tiếp về hàng. Đây, ví dụ như những cái dòng FBQ 3102 đó, hoặc là 231 64 cần gạt. Ở đây là những cái phiên bản ví dụ như lắc ở đây, lắc này phiên bản có tăng bát test riêng các bác nhá, size 2U các bác nhá. Rất là nhiều các bác hỏi em về những cái dòng này nhưng mà hàng nó rất là hiếm. Lần này gom máy được số lượng là 39 con. MA này, các bác nhìn thấy quen chưa? MA này, năm ngoái em làm này. EQ60 này, có này các bác nhá, lắc này. Đó, MA này. Với những cái phiên bản này đều điện 110 220 các bác nhá. Mấy xịn luôn các bác nhá. Iman này cũng có này. Đó, EQ 162. Đặc biệt hơn là có một chiếc đó là của vòng Gutin. Đó, Gutin. BX2231. Đó. Của đồng Gutin các bác nhá. BX2231. Hàng cũng rất là đẹp. Đó. In mắc này. Lắc này. Đó. Đều là những cái phiên bản tăng bass test riêng các bác nhé. DQ60 này, hoặc là dòng AB. Dòng AB này cực kỳ khủng nha các bác nhé. Dòng AB này cực kỳ khủng. Đều rất là nặng các bạn. Ui, một tay không muốn nhấc được. Đó. Cho các bác cùng xem luôn. USA các bác nhé. Tải điện của nó là 120V đến 240V. Cầu gạt các bác có thể gạt. Với những phiên bản này thì sẽ có 3 cổng vào, 3 cổng ra, có cả AV các bác nhé. Giá với những chiếc lọc này từ 1.600.000 đến 3.000.000 một chiếc các bác nhé. Tùy từng dòng, nói chung là tùy từng dòng. Đây. DOD 231. DOD thì tuần vừa rồi em có lên một clip mà cũng hơn chục chiếc nhưng mà cũng hết rồi. Hôm nay tiếp tục có hàng để phục vụ các bác. Đó, DOD các bác nhé. DOD 231. Các bác nào mà có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ để chọn cho mình cái dòng ưng ý nhất. Còn mà các bác nào mà quan tâm muốn chi tiết hơn thì các bác có thể liên hệ Zalo nhé. Em sẽ chụp cụ thể nội thất chi tiết để cho các bác cùng xem và báo giá luôn cho các bác, vì ở đây nó rất là nhiều model, nó không thể mở hết tất cả một phát để mà quay video cho các bác được. Còn hàng thì đảm bảo chất lượng, đó, đẹp nhìn cho các bác, đó, hàng xịn cho các bác nhé. Đó. Các bác quan tâm thì cứ nhắn tin vào Zalo các bác nhé. Muốn cái dòng nào, làm sự kiện hay là chơi gia đình. Giá nó từ 1.600.000 cho đến 3.000.000 một chiếc. Nó tùy từng dòng. Những cái dòng hàng xịn này thì nó chất lượng rồi. Ok, em cũng xin được kết thúc video. Các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp Zalo 0977 434361 các bác nhé.